Nói đến cây hoa sữa, hẳn chúng ta không xa lạ gì với cái mùi hương đặc trưng của cây hoa này. Nhưng mà các bạn có biết về những đặc điểm khác của cây hoa sữa hay không? Hãy cùng tìm hiểu tự nhiên, tìm hiểu thêm về loài cây này. Cây hoa sữa hay còn gọi là mò cua, mù cua. Cây hoa sữa phân bổ ở rừng hỗn giao, cũng thường được trồng ở quanh thôn bản. Ở Việt Nam thì được trồng rất nhiều ở trong các thành phố, thị trấn. Trong tự nhiên, cây xuất hiện ở độ cao từ 200 đến 1000 mét so với mực nước biển. Ở trên thế giới, cây phân bổ ở Đông và Nam châu Á, châu Úc, ở Nam Trung Hoa, Campuchia và Việt Nam và một số nước châu Á khác. Cây có thể đạt được chiều cao đến 40 mét, vỏ cây màu xám và gần như không có mùi. Có vị rất đắng và khi cho vào miệng thì có cảm giác sần sạn. Vỏ cây có nhựa dính màu trắng sữa, cũng có vị đắng. Cây hoa sữa là cây lá rộng, cứ 5 đến 7 lá sẽ tạo thành một vòng xoắn quanh nhánh cây. Các lá đơn có chiều dài từ 9 đến 20cm và chiều rộng từ 2 đến 5cm. Mặt trên của lá thường bóng, mặt dưới thì màu xám, trong khi viền lá thì trơn tru. Mùa hoa chủ yếu là giữa tháng 6 và tháng 11. Ta có thể tìm thấy ở trong các chợ ở châu Á, vỏ cây dưới dạng miếng. Vỏ cây cũng được sử dụng để nhuộm quần áo từ len, sợi bông để có được gam màu vàng khác nhau. Theo đông y thì vỏ cây hoa sữa có vị đắng, tính lạnh, có tính năng thanh nhiệt giải độc, phơi khô tán mịn, sắc lấy nước uống, ngày uống 1-3 gam bột, có tác dụng thanh nhiệt, kích thích tiêu hóa. Nước sắc đặc vỏ cây có tác dụng chữa đau răng, chống lở loét da. Lá cây khi sao vàng sắc uống 20 gram, chữa nôn mửa thiếu máu do hóa trị liệu. Có thể nói tác dụng hữu ích của hoa sữa về sức khỏe rất đa dạng và cần tiếp tục được nghiên cứu để làm rõ thêm. Mặc dù có rất nhiều công dụng có lợi đối với sức khỏe con người, nhưng mà hoa sữa cũng có những tác dụng phụ. Loại hoa này có thể gây dị ứng ở một số người. Phấn hoa gây ra tình trạng khó chịu và khởi phát hen ở những người dị ứng phấn hoa. Để tránh bị dị ứng thì những đối tượng có nguy cơ cần tránh hoặc hạn chế tối đa việc tiếp xúc hoặc gần với hoa sữa. Như ở tỉnh Bình Định, trước đây ở trên các tuyến đường nội thành thành phố Quy Nhơn trồng hơn 4.000 cây hoa sữa. Nhưng sau khi người dân có phản ánh quá nhiều, mỗi khi nở hoa hương bay nồng nặc. Vì vậy công ty cây xanh ở thành phố Quy Nhơn đã phải huy động công nhân và phương tiện di rời và chặt bỏ. Đến nay ở trong thành phố Quy Nhơn chỉ còn khoảng 900 cây.